Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Minh Rock Guitar. Hôm nay giới thiệu các bạn ba cây đàn rất là đặc biệt. Tay tôi đang cầm đó là cây Donner Hush Silence, rất là nhẹ, rất là nhỏ gọn, mà các bạn nghe qua tiếng của nó nha. Cây thứ hai là cây Golden phiên bản Square. Chúng ta nghe quán tiếng của nó nha. Đây là cây đàn guitar Classics, cho nên tôi sẽ chơi nhạc Classic. Thank you.
Và cái đàn thứ ba là cái đàn Aguda Headless, nhúng hai chiều, rất là nhẹ, nhỏ gọn, 24 phím mà các bạn nghe qua. Cảm ơn các bạn đã xem hết video clip. Nếu các bạn muốn sở hữu cho mình những cây đàn giống như thế này thì hãy liên hệ với mình Rock Guitar với tương tác hiện trên màn hình. Hãy nhớ subscribe và bấm nút chuông thông báo cho kênh mình Rock Guitar để nhận thêm nhiều video hấp dẫn nữa. Và ghé thăm trang web minhrockguitar.blogspot.com để cập nhật các sách, khóa học và ấn phẩm mới nhất cho các bạn mới tập video điện. Hẹn gặp lại các bạn ở các video clip tiếp theo.